Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay Thế sẽ chia sẻ với anh chị về bản tin thị trường ngày 29 tháng 2 năm 2024. Thì chúng ta thấy rằng thị trường có một cái đặc điểm trong thời điểm hiện tại, đó là thị trường có những cái sự luân phiên bùng nổ giữa các dòng cổ phiếu. Thì như hôm qua thì như Thế đã chia sẻ, đó là tâm điểm cổ phiếu Hòa Phát và ngày hôm qua đã khớp lệnh khá là lớn với giá trị là hơn 2.600 tỷ. Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng một cổ phiếu của dòng dầu khí, đó là PVD, cũng đã xác nhận bước vào một cái sóng mới và với cái đà tăng rất là tốt, kết hợp với đó là khối lượng gia tăng. Thì khi mà các anh chị thấy rằng thị trường của chúng ta luân phiên bùng nổ giữa các dòng cổ phiếu và dòng tiền vẫn tiếp tục tham gia vào thị trường, thì cho thấy rằng thị trường của chúng ta vẫn đang ổn và vẫn đang tích cực. Và một cái điều mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng mốc 1.250 như Thế vừa qua đã chia sẻ với các anh chị, đó là đây có phải là mốc kháng cự mạnh hay không. Thì chúng ta thấy không? Vừa qua những cái phiên điều chỉnh vào thứ sáu vừa qua là những cái phiên gần như là phiên rũ bỏ trước cái ngưỡng kháng cự, và ngày hôm nay thị trường vượt cái mốc 1.250 một cách rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Có thể trong những phiên tới đà tăng vẫn duy trì và có thể sẽ test lại cái mốc này, nhưng mà chúng ta thấy rằng là thị trường của chúng ta đang duy trì một cái uptrend rất là tốt. Sau một phiên rũ bỏ ngày thứ sáu, thị trường chúng ta giảm hơn 13 điểm. Và phiên này như Thế đã nhận định rõ với tất cả các anh chị chỉ là rũ bỏ mà thôi, với các rất nhiều các nguyên nhân Thế đã chia sẻ trong bản tin rồi, cũng như là chia sẻ với các anh chị trong Zoom. Và sau cái phiên rũ bỏ thì chúng ta thấy rằng combo đằng sau đó là 3 phiên tăng điểm liên tiếp và dòng tiền tiếp tục lan tỏa. Đấy là những cái điều rất là tích cực. Và chỉ trong uptrend mạnh thì mới có những cái điều này. Và bây giờ thì không biết là các anh chị có lo ngại là và các anh chị có hay hỏi và thị trường bao giờ chỉnh hay không ạ? Theo Thế điều đó sẽ không quan trọng đâu, mà quan trọng chúng ta đang ở trong một cái uptrend rất là mạnh, dòng tiền vẫn là luân phiên. Thì điều quan trọng nhất đó là chúng ta nắm giữ cổ phiếu nào và chúng ta đầu tư ra sao. Và theo bản thân Thế cũng đã chia sẻ với các anh chị rất nhiều, đó là chúng ta sẽ tập trung vào các cổ phiếu mạnh nhất. Các cổ phiếu mạnh nhất là gì? Là những cái cổ phiếu có xu hướng là biến động quanh vùng đỉnh hoặc tích lũy vượt đỉnh. Đó là những cái cổ phiếu mạnh nhất hoặc hiện tại đã vượt đỉnh rồi, kết hợp với đó là thu hút dòng tiền rất là tốt. Thì đó là những cái cổ phiếu mạnh. Và mỗi dòng thì sẽ có một vài cổ phiếu, thì đặc biệt là những cái dòng đang vào sóng, chẳng hạn như là ngân hàng, chúng ta thấy rằng rất nhiều các cổ phiếu đã vượt đỉnh như là ACB, MBB, CTG rất mạnh, đúng không? Dòng bất động sản công nghiệp có sự đồng thuận rất cao, điển hình đó là GVR, như Thế đã chia sẻ và quý vị các anh chị. Bên cạnh đó có SSC này, IDC này, PSR, đó là những cái cổ phiếu rất là mạnh. Ngoài ra thì dòng thép có Hòa Phát xác nhận và dòng dầu khí ngày hôm nay có PVD, kết hợp với đó là rất nhiều các cổ phiếu ở dòng thủy sản này, dòng cảng biển. Ngày hôm nay thì các anh chị cũng có hỏi là thế dòng bất động sản thì sao em? Dòng bất động sản với quan điểm ở Thế hiện tại thì đây là những cái vùng mua ở trung hạn. Các anh chị mua ở trong và nắm giữ trong trung hạn rất là tốt, với cái mức giá rất là tốt, đặc biệt là các cổ phiếu dòng bất động sản ở trong cái thời điểm hiện tại. Tuy nhiên là để các cổ phiếu này vào sóng và chạy ngay thì sẽ mất thời gian, có thể sẽ tính từ 3 đến 6 tuần, nghĩa là một tháng rưỡi nữa thì các cổ phiếu này có thể sẽ vào sóng, nhưng mà sẽ vào sóng sau. Còn hiện tại thì nếu mà dòng bất động sản thì các anh chị chú ý là khi nào PDR mà cổ phiếu này vào sóng và chạy mạnh thì sẽ tăng tốc. Còn vùng mua hiện tại sẽ phù hợp cho các anh chị đầu tư trung hạn. Còn đầu tư ngắn hạn thì các anh chị nên tập trung vào các cổ phiếu mạnh, xác nhận và những cái cổ phiếu mà đang bước vào sóng, chẳng hạn như là dòng bất động sản khu công nghiệp, đúng không ạ? Như Thế đã nhắc và chia sẻ với các anh chị khá là lâu rồi. Thì nhìn chung thì chúng ta thấy rằng bản chất thị trường hiện tại của chúng ta trong thời điểm này, và như Thế đã trải qua với các anh chị từ năm 2022, năm 2023, và đó là những cái giai đoạn khá khó khăn của thị trường chứng khoán Việt Nam, đúng không ạ? Và 2022 là thị trường giảm rất mạnh, 2023 thì bắt đầu có những cái sự hồi phục trở lại, và đến 2024 thì chúng ta thấy rằng là thị trường của chúng ta đang có những cái mức độ hồi phục rõ nét nhất. Và với những cái trạng thái này thì rất nhiều các tổ chức và những nhà đầu tư lớn cũng như là những nhà đầu tư uy tín ở trên thị trường đã đánh giá là năm 2024 thị trường chỉ có một cửa, đó là một cái cửa tăng, đúng không ạ? Và rất nhiều các chuyên gia nhận định có thể là lên 1.500 điểm. Thực ra lên đến vùng nào thì chúng ta cần phải xem xét cụ thể. Và thực ra là sẽ phụ thuộc rất nhiều vào dòng ngân hàng và dòng dẫn dắt của thị trường trong thời điểm hiện tại.
nếu mà dòng ngân hàng vẫn tiếp tục tích lũy và duy trì đà tăng thì điểm số lúc đó thì có thể sẽ chinh phục những cái mốc cao mới mà chúng ta chưa thể biết được. Nhìn chung là chúng ta sẽ xem những cái trạng thái của dòng dẫn dắt, và đối với các anh chị ngắn hạn thì chúng ta sẽ phải cần phải linh hoạt hơn một chút, còn các anh chị trung và dài hạn thì chúng ta xác định là tích sản cổ phiếu mua và nắm giữ, đúng không ạ? Chúng ta cứ canh những cái vùng giá điều chỉnh, những vùng giá rung lắc để chúng ta sẽ mua, chẳng hạn như bất động sản, đúng không ạ? Những cái gì khó khăn cũng đã qua rồi và hiện tại chưa vào sóng, nhưng mà vấn đề các anh chị đã mua hiện tại, nếu mà các anh chị mua thì xác định cho trung hạn nhiều hơn, còn nếu mà các anh chị đánh ngắn hạn thì các anh chị tập trung vào các dòng mà hiện tại đang xác nhận. Và ngày hôm nay PVD là một cái cổ phiếu mà Thế cũng đã khuyến nghị cho các anh chị, thì hoặc là các anh chị có thể mua các cổ phiếu như là PVS, PVC và PVB, các cổ phiếu gọi là những cái cổ phiếu đường sau một chút, thì các anh chị có thể canh để chúng ta gom từng phần. Các anh chị có thể mua 1/2, sau đó là nếu mà xác nhận tiếp tục thì chúng ta sẽ tiếp tục gia tăng, như vậy có những cái trạng thái an toàn nhất. Vậy cụ thể thị trường của chúng ta hôm nay như thế nào thì xin mời tất cả các anh chị của chúng ta cùng thì xin phép cho nhỏ màn hình một chút. Thì thị trường của chúng ta đã có 3 phiên tăng điểm liên tiếp, có thể trong những cái phiên sắp tới thì những cái nhịp rung lắc điều chỉnh có thể xảy ra. Tuy nhiên là Thế đánh giá là rung lắc điều chỉnh lại là cơ hội cho các anh chị để mua thêm các cổ phiếu mạnh mà thôi. Còn hiện tại là các anh chị đã kiên nhẫn nắm giữ, và cái nhịp này Thế đánh giá là thị trường của chúng ta đang vào một cái nhịp chạy nước rút, nghĩa là chưa có sự đồng thuận cao. Chạy nước rút thì có thể kéo dài 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần hoặc thậm chí là 4 tuần. Thế nên là đang vào trong nhịp chạy nước rút thì dòng tiền đang có sự luân phiên, thì các anh chị đang nắm giữ cổ phiếu là chúng ta sẽ tiếp tục kiên nhẫn nắm giữ cổ phiếu nhé. Bây giờ thì chúng ta quay ra một chút về đó là biểu đồ thị trường trong thời điểm hiện tại, đúng không? Chúng ta thấy rằng một phiên điều chỉnh giảm khối lượng lớn và sau đó là khối lượng liên tục gia tăng. Bắt đầu nếu mà thị trường của chúng ta có những cái phiên tăng mạnh ở trong những cái thời gian sắp tới thì sẽ kéo những cái sự hưng phấn của nhà đầu tư sẽ lên rất cao, và quan trọng là những cái vùng cao nhất là khối lượng thanh khoản liên tục gia tăng. Bắt đầu xuất hiện những cái phiên biến động dừng thì các anh chị cũng cần phải lưu ý hơn, còn hiện tại thì vẫn đang vào một trong cái đà tăng khá là tốt. Thì theo bản thân Thế hiện tại thì chúng ta cũng không cần phải đánh giá quá nhiều về thị trường chung đâu, vì thị trường chung vẫn đang ổn để chúng ta tìm kiếm cổ phiếu, và chúng ta chỉ tập trung vào trạng thái của từng cổ phiếu thôi. Ngày hôm nay thì chia sẻ với anh chị đó là PVD đã vượt qua những cái ngưỡng kháng cự trong thời gian vừa qua, và sau cái phiên tăng này thu hút dòng tiền thì phiên ngày hôm nay là một cái phiên xác nhận, và với những cái khối lượng 22 triệu như này và giá tăng đóng cửa mức giá trần như này rất tốt nhé. Thì đây là những cái điểm mua rất chuẩn và điểm mua tốt cho tất cả các anh chị mà chúng ta đang muốn tham gia nhé. Và những cái điểm mua này thì đánh giá với cái xác suất thành công sẽ là rất cao, và các anh chị đã tham gia mua phiên này thì như các cổ phiếu khác thì khi mà cổ phiếu biến động trong một cái biên độ, chúng ta thấy rằng biến động trong một cái biên độ, đây là mô hình gần như là chúng ta thấy rằng đây là mô hình tam giác này, thì biến động trong rơi vào tầm khoảng độ 5 tháng thì chúng ta sẽ kỳ vọng tầm 20-30% ở trong ngắn hạn nhé. Các anh chị mua thì chúng ta kiên nhẫn nắm giữ nhé. Các cổ phiếu sau thì thông thường ấy, cổ phiếu mạnh vẫn là cổ phiếu mạnh nhất nhé. Lưu ý các anh chị, chẳng hạn như là PVD mạnh nhất thì vẫn là cổ phiếu mạnh nhất. Các cổ phiếu sau là PVS ngày hôm nay thì đóng cửa không mức giá cao, có thể sẽ có những cái trạng thái mà nổ bù trong những phiên sắp tới. PVC cũng đạt về khối lượng này, giá thì ngày hôm nay cũng chưa quá tích cực, nhưng mà vấn đề các cổ phiếu này là các cổ phiếu sau tăng sau, và những cái cổ phiếu hạng 2
PVD hạng 1 thì PVS, PVB và PVC hạng 2, nhưng xu hướng cũng sẽ là tăng và các anh chị mua ở quanh vùng giá này thì đánh giá cái trạng thái cũng vẫn rất là an toàn nhé. Nhưng điển hình nhất là ngày hôm nay cổ phiếu PVD là cái cổ phiếu mà thế đánh giá xác nhận là đã bước vào sóng rồi. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng trong ngày hôm nay thì Hòa Phát chẳng hạn như hôm qua đã bùng nổ và xác nhận bước vào sóng, đúng không ạ? Vì ngày hôm nay vẫn đang duy trì những cái trạng thái tích cực như này cũng là khá tốt nhé. Các cổ phiếu ngành thép thì đánh giá là vẫn đang ở những cái vùng tích cực. Test lại ngày hôm nay chẳng hạn như là Hoa Sen, Dung Lắc test lại với khối lượng thấp hoàn toàn ok. Đối với dòng thép này, vùng này nhìn chung thì đánh giá là dòng thép hiện tại cũng đang khá là ổn nhé. Các cổ phiếu dòng bất động sản khu công nghiệp ngày hôm nay thì chúng ta thấy không? GVR có sự rung lắc nhưng mà vẫn cho những cái trạng thái tích cực này. SJC này ngày hôm nay điều chỉnh nhẹ một chút này. Điều chỉnh thực ra ấy, điều chỉnh này có đáng lo ngại hay không? Thì điều chỉnh như này thì đánh giá là thực sự là những cái điểm mà các anh chị, nếu mà các anh chị muốn gia tăng tỷ trọng thì chúng ta có thể canh gom dần tại những cái phiên điều chỉnh nhé để chúng ta gia tăng. Tuy nhiên các anh chị cần lưu ý là nếu mà vùng này chúng ta mua tầm gọi là khoảng độ 10 cổ phiếu đi thì những cái vùng trên này thì các anh chị chỉ nên là mua 2-3 cổ phiếu thôi để giá trung bình của chúng ta sẽ ở cái mức cân bằng. Chứ nếu mà các anh chị mua ở dưới này 10, trên này mua các anh chị mua 20-30 thì giá trung bình của chúng ta ở mức cao, thì nếu mà cổ phiếu điều chỉnh thì sẽ ảnh hưởng đến cái trạng thái cổ phiếu của chúng ta mà chúng ta đang nắm giữ thì sẽ không có vị thế tốt. Nhìn chung là thế đánh giá là SSI này, dòng chứng khoán này ngày hôm nay có sự SSI quanh tham chiếu đúng không ạ, tăng nhẹ một chút. VND test lại, VCI này cũng test lại với khối lượng thấp, nhìn chung như này trạng thái là ổn nhá. HCM vẫn đang là cái cổ phiếu mà khá tốt trong dòng chứng khoán nhá, đã bứt phá vượt đỉnh. Dung lắc thì xu hướng sẽ là tiếp tục tăng này, hoặc các cổ phiếu chẳng hạn như là STS này cũng đang khá là ổn nhá, trạng thái này rất tốt này. BSI này các anh chị thấy rằng test lại với khối lượng thấp này thì sớm muộn cũng sẽ là bứt phá tiếp ở trong các cổ phiếu dòng chứng khoán. Dòng ngân hàng hiện tại thì chẳng hạn như là các cổ phiếu này thì hết những cái điểm mua của chúng ta rồi. Các anh chị đang có thì chúng ta nắm giữ, còn không có điểm mua ở trong thời điểm hiện tại. Dòng tiếp theo muốn chia sẻ với các anh chị đó là dòng bất động sản. Bất động sản thì chúng ta thấy rằng hiện tại thì ngày hôm nay cũng có những cái sự rung lắc, nhưng mà nhìn chung á, các cổ phiếu này là các anh chị mua cho trung hạn hoàn toàn ok. Ngắn hạn thì thế đánh giá là có thể hồi mạnh hay không thì có thể sẽ hồi tầm 7-10%. Tuy nhiên là để vào sóng mà thực sự mạnh thì thông thường là các cổ phiếu này sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút. Ngày hôm nay test lại với khối lượng thấp thì hoàn toàn thì đánh giá là vẫn ok nhé các chị. Phải xác định là bây giờ chúng ta mua dòng này là mua và chúng ta cần phải kiên nhẫn nhé. Các cổ phiếu dòng cảng biển vào sóng này test lại với cái khối lượng khá là thấp, cái trạng thái này khá là tích cực nhé. HAH này, GMD này cũng ngày hôm nay GMD còn duy trì một cái đà tăng vẫn tốt thì cổ phiếu này đang vào sóng thì sẽ còn tăng tiếp. Thì nhìn chung á thì thấy ở giai đoạn này á, đó là cửa tăng của các cổ phiếu của chúng ta còn rất nhiều, cơ hội của chúng ta còn rất lớn nhé. Các anh chị chủ đạo là chúng ta mua và nắm giữ ở giai đoạn này. Như thời gian vừa qua là thế khuyến nghị các anh chị mua gom từ vùng 1-1-1 sau cái nhịp đầu tiên đúng không ạ, thì vùng 1140-1150 cũng đã khuyến nghị các anh chị là chỉ có mua thôi. Thế chưa khuyến nghị các anh chị bán, gần như chưa khuyến nghị các anh chị bán cổ phiếu nào, là chỉ có khuyến nghị các anh chị mua và nắm giữ. Và quan trọng là thị trường hiện tại đang tốt và đang tích cực thì thế còn kỳ vọng nhiều hơn nữa. Còn khi nào mà trong ngắn hạn đảo chiều thì thế sẽ cảnh báo đối với tất cả các anh chị. Ok, đó là nhìn chung là trạng thái hiện tại thì thế đánh giá là tất cả mọi thứ khá là tích cực. Có thể có những cái trạng thái rung lắc ở trong những phiên tới nhưng mà không ảnh hưởng đến xu hướng của chúng ta, và chúng ta nên xác định mua và nắm giữ cổ phiếu, đặc biệt là các cổ phiếu mạnh chẳng hạn như hôm qua có Hòa Phát này, hôm nay có PVD này, hoặc là những cái cổ phiếu chẳng hạn như FPT. Các anh chị thấy rằng đó là đi lên rung lắc và kéo cao cuối phiên thì xu hướng đang khá là tốt nhá. DGC này, như thế chia sẻ của các anh chị thì test lại với khối lượng thấp thì làm sao phân phối được các anh chị, đúng không ạ? Và xu hướng sẽ còn tăng tiếp, nhưng mà cái điểm mua thì đã hết đối với cổ phiếu này rồi. Đấy là chia sẻ nhìn chung tất cả mọi thứ là các anh chị sẽ cần mua và nắm giữ và kiên nhẫn ở trong nhịp này nhé. Khi nào có những cái tín hiệu rủi ro thì thế sẽ cảnh báo và chia sẻ với các anh chị. Với một cái xu hướng tăng đang mạnh mẽ như này, để thị trường và cổ phiếu có thể đảo chiều thì ít nhất là sẽ cần đến 3-5 phiên phân phối, và cái quá trình
đảo chiều và chững lại thì cũng cần tầm khoảng độ là 1 đến 2 tuần chững lại mà trước khi mà thay đổi một cái xu hướng nhé. Hoặc đây các anh chị lưu ý là đây là một cái giai đoạn tăng khá là tốt này, giai đoạn tăng liên tục tăng khá tốt thì thị trường cũng cần phải mất tầm khoảng độ là gần 2 tuần chững lại thì sau đó mới điều chỉnh nhé. Hoặc nhìn này cũng chúng ta thấy rằng thị trường cũng phải mất hơn 1 tuần thì sau đó mới đảo chiều xu hướng đi xuống nhé. Thì các anh chị lưu ý là như vậy. Hoặc đây là một cái nhịp tăng ngắn đi thì thị trường cũng mất tầm 2 đến 3 tuần để đảo chiều xu hướng. Còn đây là một cái nhịp mà kết thúc cái sóng nhé, kết thúc sóng của chúng ta thì chúng ta thấy rằng thị trường mất khoảng độ 4 đến 5 tháng để có thể đảo chiều xu hướng nhé. Nhìn chung là sẽ trong quá trình tăng như này thì thế đánh giá là để đảo chiều xu hướng thì sẽ mất khá nhiều thời gian nhé. Lưu ý các anh chị thời gian đó là có những cái phiên chững lại và có những cái phiên phân phối, là điều đó chúng ta cần phải nhận biết được và thế sẽ chia sẻ cụ thể với tất cả các anh chị nhé khi mà có những cái tín hiệu rủi ro xảy ra. Còn hiện tại các anh chị vẫn yên tâm và chúng ta phải chấp nhận những cái nhịp càng lên cao thị trường càng rung lắc thì chúng ta chấp nhận những cái điều đó. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi bản tin tóm tắt ngắn gọn của Thế ngày hôm nay và xin chúc cho tất cả các anh chị chúng ta yên tâm kiên nhẫn nắm giữ cổ phiếu để có thể đạt những cái hiệu quả cao nhất trong những thời gian tới. Vâng, xin cảm ơn và các anh chị đang xem video nhớ like để ủng hộ Thế và để ủng hộ Tima Target nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh chị.